Hello các em, lại là chị đây. Trên tay chị là bức vẽ chú mèo con vô cùng đáng yêu đang lấp ló sau chiếc khinh khí cầu nhiều màu. Khung cảnh thật rực rỡ đúng không nào? Và không để các em phải chờ đợi nữa, chị em ta cùng bắt tay vào vẽ thôi nào. Đầu tiên, chị vẽ một đường kẻ ngang, một hình cong chữ U cắt ngang. Chị kẻ ngang tiếp. Thêm một hình cong nữa. Rồi lại nối tiếp đường kẻ ngang một đoạn. Sau đó chị vẽ một đường cong nối hai đầu đường kẻ ngang ban đầu. Chị vẽ tiếp một đường cong nữa ở phía trên như thế này. Bên trong hình cong vừa vẽ, chị vẽ hai hình tròn bên trong làm đôi mắt. Giữa hai mắt chị vẽ mũi và hai hình cong ở hai bên làm miệng. Hai hình tam giác song song với nhau làm tai. Thêm một chiếc tai nữa phía đầu bên này. Chị vẽ một chiếc đuôi mèo bằng một đường cong như thế này. Hai đường chéo lên ở hai bên thân mèo. Một đường kẻ ngang nối hai đầu đường chéo. Thêm hai đường chéo lên ở hai bên. Rồi chị vẽ một đường cong nối hai đầu. Chị vẽ một đường thẳng dọc ở giữa hình cong vừa vẽ. Hai đường uốn hai bên đối xứng nhau. Tiếp đó, chị vẽ hai đường thẳng nối từ khinh khí cầu xuống đầu chú mèo. Cuối cùng, chị vẽ những đám mây xung quanh để bức tranh thêm sinh động hơn. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé! Ta-da! Một chú mèo con đáng yêu đang lơ lửng trên không trung. Thật yên bình đúng không nào các em? Các em đã hoàn thành hết bức vẽ của mình chưa? Đừng quên yêu thích và đăng ký kênh Hubung TV để học vẽ thêm nhiều thứ hay ho nữa nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Bye bye!